Mà thường mọi người nhắc đến tâm lý, mọi người sẽ nghĩ ngay đến là à, trầm cảm, lo âu, tự kỷ. Thôi thực ra nó không hoàn toàn là tâm lý. Có rất nhiều bạn đã từng hỏi chị là tâm lý có giàu không? Thì đầu tiên chị đã hỏi lại, giàu đối với em là gì? Tâm lý học đính kèm hạnh phúc. Tôi ở đây để làm gì? Mục tiêu của tôi trong cuộc sống để làm gì? Giai đoạn nào là mình có thể gặp khủng hoảng? Khi nào là mình có thể gặp buồn đau? Mình sẽ sống chậm lại hơn một chút, mình sẽ quan sát nhiều hơn một chút, và mình sẽ ít bỏ qua những sự hạnh phúc nhỏ nhặt từng ngày. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spare Room. Mình là Pink Dot và hôm nay chúng ta hãy cùng đến với bài viết Công nghệ Nano, quyền năng của Chúa trong thế kỷ 21. Bài viết được viết và đăng tải trên website spareroom.com bởi tác giả Mr. White. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngày hôm nay ngay bây giờ nha. There's plenty of rooms at the bottom. Lời phát biểu của nhà vật lý học Richard Feynman ở hội nghị hàng năm của Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 12 năm 1959. Điều này đã mở ra kỷ nguyên mới cho xã hội loài người, đánh dấu sự ra đời của công nghệ nano. Video tóm tắt này để cung cấp cho bạn cái nhìn rõ hơn về công nghệ nano. Do nếu đi sâu vào chi tiết thì sẽ phải mất hàng trăm ngàn video thì mới phân tích được hết ứng dụng của công nghệ nano vào từng chuyên ngành cụ thể. Vậy nên, mình sẽ cố gắng dùng những từ ngữ khái quát và đơn giản nhất để bài viết có thể tiếp cận được đến nhiều đối tượng trên Spare Room. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, các bạn có thể đọc thêm những bài báo chuyên ngành trên Google Scholar. Không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, công nghệ nano là gì? Chắc hẳn là công nghệ nano đã không còn xa lạ đối với giới nghiên cứu và các bạn đang xem video này nếu các bạn quan tâm tới công nghệ. Khi nhắc đến công nghệ nano, đối tượng chính thường là những hạt có kích thước rất nhỏ và vô cùng nhỏ. Có lẽ là khá khó để giúp các bạn có thể hình dung được kích thước nano nếu như không có sự so sánh cụ thể. Ok, hãy thử cầm một chiếc bút bi lên và nhìn vào ngòi bút bi bạn đang cầm. Nó có kích thước là 1 triệu nanomet. Tiếp theo, độ dày của tờ giấy là 75.000 nanomet. Nếu 1 nanomet là kích thước của quả bóng bay vào lưới Trung Quốc 3 lần hôm mùng 1 Tết vừa rồi, thì virus COVID sẽ có kích thước là một người trưởng thành. Thông thường, một vật liệu nếu muốn được xem là có kích thước nano, chiều ngang của chúng ít nhất phải nhỏ hơn 100 nanomet. Và từ cơ sở đó, hàng loạt các vật có ứng dụng nano đã được tạo ra. Vật liệu nano là một loại vật liệu mới có cấu trúc hạt, các sợi, các ống và các tấm mỏng, có khả năng ứng dụng trong sinh học vì kích thước của chúng so được với kích thước của tế bào, khoảng từ 1 nanomet đến 100 nanomet. Nhưng tại sao những hạt có kích thước nhỏ lại có tác động lớn đến như vậy? Tại sao những thứ chúng ta không thể nhìn thấy lại có thể tái định hình thế giới? Well, quay trở lại với bản chất của thế giới. Chúng ta và vạn vật đều được cấu thành từ các phân tử. À mà trừ cái trường hợp là nếu mà có ai đó vô tình đánh thức chúng ta và bắt chúng ta lựa chọn giữa hai cái viên thuốc đỏ và xanh. Và khi chúng ta có thể thay đổi sự sắp xếp hay là kết nối giữa những phân tử, một kỷ nguyên mới đã mở ra trong quá trình tiến hóa của loài người. Lần đầu tiên trong lịch sử con người có thể điều khiển được những miếng Lego cấu thành lên chúng ta. Hãy tưởng tượng, thay vì lắp ráp một chiếc xe có những chức năng tùy biến, thì chúng ta có thể lắp ráp những tế bào, những vật liệu có thể tác động đến những ngóc ngách nhỏ nhất của vũ trụ và cung cấp cho con người quyền năng của Chúa. Tiếp cận các vật liệu ở kích thước nano giúp chúng ta có thể thay đổi tất cả những tính chất cơ bản của chúng như là nhiệt độ nóng chảy, tư tính hay là độ dẫn nhiệt, vân vân. Hãy nhớ câu này, vì câu này sẽ là tiền đề để chúng ta nói chuyện tiếp ở đoạn dưới. Mình nhắc lại, khi chúng ta tiếp cận được các vật liệu ở kích thước nano, hiểu đơn giản là chúng ta đã can thiệp được vào được tính chất của vật liệu. Có thể mix các hạt với nhau để tạo ra một sản phẩm, một loại vật liệu theo ý của chúng ta. Và tới khi đó, con người sẽ mới chính thức chạm được một tay vào ước mơ thay đổi cuộc sống. Nếu chúng ta thay đổi được cấu trúc của những liên kết kim loại vàng ở mức độ nano, vàng sẽ không còn màu vàng nữa. Thay vào đó là hàng loạt các màu khác nhau, tùy thuộc vào ý muốn của Chúa. À, ý mình là những người tổng hợp vật liệu. Kết quả là hàng loạt những sản phẩm có ứng dụng của vật liệu nano trong đời sống được sản xuất. Nếu bạn nghĩ công nghệ nano chỉ áp dụng cho các sản phẩm công nghệ cao thì bạn lầm to rồi đấy. Nano, chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Tiềm năng phát triển của chúng có một chỗ đứng rộng rãi hơn bất kỳ công nghệ nào ở thời điểm hiện tại, mặc dù ngành nghiên cứu nano chỉ bắt đầu vài chục năm trở lại đây. Những công nghệ nano đã đóng góp như thế nào đối với sự phát triển của nhân loại ư? Phần 2 sẽ trả lời câu hỏi đó cho bạn. Phần 2. Ứng dụng của nano trong đời sống. Có thể sau khi xong xem phần đầu này, các bạn có thể cảm thấy khó tin hoặc không thực sự nghĩ công nghệ nano nói chung và vật liệu nano nói riêng có thể có nhiều ứng dụng đến như vậy. Có lẽ công nghệ này đã đưa con người phát triển vượt xa viễn cảnh mà 50 hay là 100 năm trước chúng ta có thể nghĩ đến. Các bạn hãy nghĩ xem đã có bao nhiêu đồ vật công nghệ ứng dụng nano xung quanh bạn. Một thước phim kích thước nano lên mặt điện thoại hoặc là màn hình TV. Bùm, chúng ta có một màn hình chống trầy xước và chống thấm nước.
hoặc đơn giản là không phản chiếu lại như là ứng dụng cho các lớp kính xe và máy bay, mà các vật liệu có sẵn trước đây cũng không thể làm được. Chip ứng dụng nano giúp xử lý hàng trăm tỷ phép tính mà chỉ nhỏ bằng 1/50 của bàn tay. Hay các tấm pin năng lượng mặt trời ứng dụng công nghệ nano, Quantum Dot, cải thiện hiệu suất hơn cả 100 lần vật liệu thông thường. Nhưng liệu bạn có nghĩ rằng những viên gạch được xây nhà cũng ứng dụng theo công nghệ nano để tạo ra điện nhờ hấp thu năng lượng mặt trời? Các nhà khoa học ở Đại học RMIT đã phát minh ra một loại sơn được tạo thành nhờ các tinh thể nano có kích thước chỉ 4 nanomet hấp thụ năng lượng mặt trời. Khi đó bất kỳ bề mặt nào cũng có khả năng được sử dụng như một tấm pin mặt trời. Hãy tưởng tượng một ngày chúng ta không cần đóng tiền điện nữa xem. Viễn cảnh ấy có lẽ không xảy ra ở tương lai gần, nhưng nó không hề là huyền thoại hay là viễn tưởng, mà nó hoàn toàn có cơ sở để có thể xảy ra. Do bản thân cũng đang làm nghiên cứu vật liệu nano ở trong điều trị ung thư ở một viện nghiên cứu ở thành phố Hồ Chí Minh, nên mình có thể đảm bảo rằng tiềm năng trong y học và điều trị bệnh của công nghệ nano còn lớn hơn như thế nữa. Chỉ cần một giọt máu nhỏ lên tấm phim có ứng dụng nano, chúng ta có thể test nhanh hàng loạt các loại bệnh từ tiểu đường đến các bệnh về máu. Robot có kích thước nano cũng đã được phát triển để điều trị ung thư. Nhưng có thể nói ứng dụng nano bản thân mình cảm thấy thích nhất chính là hạt nano và ứng dụng mang thuốc của chúng. Các bạn nếu gia đình có ai đó bị ung thư hoặc là đã tìm hiểu về bệnh ung thư cũng sẽ tìm thấy hàng loạt triệu chứng phụ sau khi xạ trị hoặc là hóa trị như là rụng tóc, chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn. Đó chính là do các thuốc điều trị ung thư thường rất độc, chúng tấn công cả các tế bào khỏe mạnh. Nhưng với công nghệ nano, việc giảm thiểu các tác dụng phụ thật sự đơn giản. Dựa vào đặc điểm khác biệt của các khối u như là môi trường axit, biểu hiện một vài thụ thể quá mức trên bề mặt khối u. Việc thiết kế một vật liệu giúp giải phóng thuốc ngay vị trí của khối u, đúng thời điểm và đúng liều lượng là điều có thể thực hiện và đã được nghiên cứu rất nhiều trong những năm trở lại đây. Bên cạnh đó, hạt nano còn giúp chữa các bệnh mà những loại thuốc thông thường không thể làm được. Một số loại thuốc sẽ bị phân hủy ngay khi đưa vào cơ thể, nhưng với lớp vỏ nano, chúng sẽ được bảo vệ và phát huy hoàn toàn tính sinh khả dụng, hay nói đơn giản hơn là tác dụng của thuốc lên cơ thể. Có thể nói trong tương lai ung thư chỉ còn là căn bệnh thường ngày nếu được phát hiện sớm. Tiện đây mình cũng có lời khuyên, nếu các bạn đang tuổi 20, hãy nên đi tầm soát ung thư 6 tháng một lần. Liệu pháp gen cũng cần công nghệ nano để có thể mang những đoạn gen trị liệu đến vị trí cần thiết, mặc kệ các tác động của hàng rào miễn dịch. Căn bệnh lao phổi mà chỉ 20-30 năm trước đã giết hàng triệu người, nay trở thành một căn bệnh thông thường do sự phát triển của công nghệ nano. Mặc dù nếu không được điều trị thì vẫn chết như thường nha quý vị. Mình vẫn nhớ bác mình do mắc lao phổi đã mất sau 1-2 năm. Qua lời kể của bố, thật bất ngờ là không phải do bệnh lao giết chết bác mình, mà chính là những liều thuốc bác dùng để chữa bệnh đã gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Tấn công đến cả những bộ phận bình thường, khiến cho bác tiểu tụy, suy thận, rụng tóc có đủ cả. Nếu như theo đà phát triển này, việc tối ưu hóa tác dụng của thuốc, giảm thiểu khả năng gây tác dụng phụ, hàng triệu người sẽ không còn phải chết hàng năm. Và liệu lộ trình phát triển của công nghệ nano xảy ra đúng theo kịch bản của các nhà khoa học thì dự tính vào năm 2050, ung thư hay hàng loạt các căn bệnh bẩm sinh và di truyền sẽ chỉ còn lại là vấn đề tiền bạc. Liệu bạn có đủ tiền chi trả các chi phí điều trị bệnh hay không thôi? Khi chúng ta đến gần hơn với khả năng có thể chữa trị tất cả các loại bệnh có thể gặp phải, chắc chắn một kỷ lục mới sẽ được thiết lập trong quá trình tiến hóa của loài người. Phần cuối cùng, khoa học hiện tại đang ở đâu trong quá trình tạo ra bộ giáp Iron Man? Trong thời đại mà trí tưởng tượng của người làm phim khoa học viễn tưởng vượt xa cả trình độ khoa học của loài người, liệu bạn có bao giờ tự hỏi liệu khi nào chúng ta có thể đạt được các công nghệ tân tiến như bộ giáp nanotech của Iron Man hay là khả năng biến hình vô cùng đẹp mắt mà các bộ phim Transformers mang lại? Liệu công nghệ nano có phải là một bước tiến giúp mang lại cho con người sức mạnh to lớn và khả năng kiểm soát vạn vật? Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Sparroom, còn mình là Pink Dot. See ya!